Chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ. Cuối cùng chúng ta nuôi công an để làm gì? Sáng ngày hôm qua 15 tháng 2 tại xã Dân Tiến, võ nhai Thái Nguyên đã xảy ra vụ nổ súng gây án mạng nghiêm trọng. Hung thủ Lê Văn Hữu đã dùng súng bắn hai phát vào đầu hai vợ chồng ông Tới và bà Đoàn. Ông Tới tử vong tại chỗ và bà Đoàn đang nguy kịch. Sau đó hung thủ đã tự sát. Nguyên nhân mâu thuẫn được cho là về tiền bạc những tranh chấp mâu thuẫn và cuốn theo đó là hành xử bạo lực thì xảy ra rất nhiều tại việt nam nhiều năm trở lại đây bạo lực leo thang khi đạo đức xã hội xuống đáy một phần trong đó cũng do cách quản trị yếu kém của nhà cầm quyền tính thượng tôn pháp luật hầu như không có vì công lý tại việt nam chỉ thuộc về kẻ có tiền và có quyền như ai có tiền thì chạy được án hay ai có quyền là đảng viên cộng sản thì đều như là có kim bài miễn tử, mặc sức gây ra những tội ác nhưng chẳng bị pháp luật trừng trị. Thành ra xã hội Việt Nam ngày càng đảo lộn là như vậy. Sự việc đầu lòng ở Võ Nhai ngày hôm qua, có một điều đáng bàn ở đây là vai trò của công an. Họ chứng tỏ như là một đám ký sinh trùng, một đám ăn hại, vô lại và chỉ biết ăn bám vào dân mà không biết làm gì có ích cho xã hội. Trước khi xảy ra vụ thảm án đầu lòng như trên, gia đình ông tới đã bị gia đình hung thủ đe dọa, dùng dao và thậm chí sách cả súng tới để dọa trước đó mấy ngày. Khi gia đình ông tới, trình báo công an thì công an phất lờ chẳng thèm đếm xỉa những mâu thuẫn nghiêm trọng như trên. Công an cũng chẳng thèm quan tâm sự cầu cứu của gia đình nạn nhân. Để rồi xung đột không được hóa giải bởi sự lạnh lùng của đám công quyền mà trách nhiệm của công an đúng ra phải giải quyết và tháo gỡ những mâu thuẫn ấy, vì công an chính quyền địa phương ăn lương bằng thuế của dân cơ mà. Cái giá của sự lạnh lùng của bọn cầm quyền vô lại ấy là hai mạng người đã nằm xuống, một người thì sống chết đang còn chưa biết ra sao. Người chết thì cũng đã chết, người bị thương vẫn đang quằn quại nhưng giá như công an hãy vì dân, hãy thương dân, lắng nghe lời cầu cứu của họ thì sự việc đâu có đau lòng tới vậy. Hay vì gia đình ông tới nghèo chẳng có gì chấm mút cho nên chúng mặc kệ. Qua sự việc vô trách nhiệm của công an để xảy ra sự việc đau lòng này, chúng ta nhìn lại thấy đó chỉ là một sự việc nổi trội mà hầu như ở khắp Việt Nam này, hầu như chẳng ai thấy vai trò của công an ở đâu trong những chuyện mâu thuẫn hàng xóm, láng giềng và bên ngoài xã hội khi người dân đánh nhau chém nhau kẻ chết người lăn quay nằm la liệt hết thì công an mới xuống nè khi người dân bị cướp thì công an chỉ đứng nhìn rồi bấm điện thoại rồi rất nhiều và ở đâu chúng ta cũng có thể kể tới những cái sự việc bi hài ấy hay từng người chúng ta từng trải nghiệm quanh nơi ta sống đều thấy rõ sự vô trách nhiệm của công an Thế mà bọn ăn hại ký sinh trùng ấy lại có mặt khi ai thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc đều bị chúng đập tơi bời. Vậy mà dân luôn thấy chúng xuất hiện cả tiểu đoàn trang bị vũ khí tận răng vào vườn vào rẫy của dân để mà cướp đất. Vung dùi cui tới tấp đánh đập nông dân trấn áp họ rồi giao đất của họ cho đám tư bản đỏ. Vậy mà dân thấy chúng đứng đầy đường thật giả lẫn lộn để mà bắt xe, Ai không có lỗi cũng tìm cho ra có cái lỗi để mà xin tí bánh mì. Lúc dân cần thì chẳng thấy công an đâu, nhưng khi dân muốn đuổi thì chúng bu bám như kiến. Đau lòng hơn, đám công an vô lại ấy, ăn hại ấy mà một năm hút không biết bao nhiêu tiền thuế là xương máu của dân. Theo nghị quyết số 40 trên 2021 trên Quốc hội 15 tháng 11 năm 2021, tiền ngân sách chi cho công an là hơn 95.598 tỷ đồng nhưng chi cho y tế chỉ có hơn 11.282 tỷ đồng và chi cho giáo dục thì chỉ có hơn 6.500 tỷ đồng. Chi riêng cho công an thôi á mà đã gấp 5,5 lần cả y tế và giáo dục cộng lại thì quý vị nghĩ sao? Một con số chi cho lực lượng công an kinh hoàng nhất thế giới. Vì trên thế giới, những quốc gia văn minh, dân chủ tiến bộ chi ngân sách cho cảnh sát gần như rất thấp, nếu không muốn nói là thấp nhất và những quốc gia phát triển thì số tiền chi cho giáo dục và y tế cực kỳ cao vì đơn giản đó là dịch vụ công dân đóng thuế thì có quyền hưởng ưu đãi từ một nền y tế tốt này giáo dục tốt này trong đó chẳng có chuyện dân phải đóng học phí hay viện phí còn việt nam thì ngược lại nuôi một đám công an suốt ngày đi khủng bố dân khi dân cần thì chúng mặc kệ còn giáo dục và y tế là hai nơi để giúp phát triển con người thể chất và trí tuệ thì bị xã hội hóa chạy theo kim tiền, hà, đó là nguyên nhân đạo đức xuống cấp và thuốc giả được bộ y tế phê duyệt bán tràn lan. tôi đang tự hỏi với lực lượng công an hùng hậu nhất thế giới đó, ngân sách chi nhiều nhất thế giới ấy, mà mấy ngày tết có hàng ngàn vụ đánh nhau, chết hàng trăm người, dân cầu cứu công an phớt lờ, vậy cuối cùng công an tồn tại để làm gì? tô lâm, nên giải tán bộ công an đi, đừng ăn bò giác vang nữa dân kêu mà ông có thấu chăng anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh tâm thức việt ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau